Tập 8. Đã qua 3 tuần rủ rồi. Sung hội trưởng, có lời gì muốn nói thì nói đi. Việc này đều do người Nhật Bản phân phó. Ông còn nhớ tên ECE của gánh xiếc Yamato bên Nhật không? Người mà đã so tài với ông chủ Hầu rồi thắng được bát bạc ấy. Hắn ta làm sao? Hắn ta sốt ruột muốn tìm gánh xiếc Hoa Dũng, tìm một người tên là Long Chiến Hải. Long Chiến Hải? Sao vậy? Ông quen biết hắn ta sao? Không quen biết. ECE tìm hắn ta làm gì? Không biết nữa. Chỉ biết bọn chúng đáng chết. Ông chủ Phùng, tôi vốn không muốn quản chuyện này, nhưng mà chuyện trong giới tạp kỹ ông rất thành thạo, hay là ông nghe ngóng thử xem, có lẽ có thể. Tất cả công việc của hội tạp kỹ tôi đều bỏ hết rồi, bây giờ chỉ rảnh rỗi ở nhà ngồi ủ vài giòn rượu ngon. Chuyện của giới tạp kỹ tôi đã không còn thạo nữa. Vậy bây giờ ai là hội trưởng hội tạp kỹ? Cậu Tú Lục. Hắn ta. Ông biết sao? Là một tên sống tạm bợ. Vài ngày trước hắn muốn theo tôi làm việc. Tôi nhìn hắn không ra cái dạng gì cả. Tôi chẳng thèm để ý hắn. Sao vậy? Hắn ta lừa ông rồi sao? Lên chức hội trưởng rồi. Không phải tôi để hắn lên cái chức ấy đâu. Hắn muốn nhận tôi làm cha nuôi, tôi không đồng ý. Hắn ta thì hay rồi, ra ngoài loan tin lung tung nói là con trai nuôi của tôi. Sau đó triệu tập một nhóm người uống rượu mở hội, cứ ra ngoài nói hắn là hội trưởng. Đúng là chuyện hắn có thể làm. Nhưng mà hội tập kỹ kia ai cũng chịu thừa nhận hắn à. Thời thế này rồi ai còn quan tâm đoàn xiếc gì nữa. Chẳng ai muốn làm cái chức vô tích sự này. Thời thế thay đổi, đến cả cái tên lưu manh cũng lên làm hội trưởng được. Cũng tốt, cứ để hắn làm đi. Làm cho tình thế loạn cao cao. Cứ đánh lừa bọn Nhật trước đã. Nào. Vậy tôi đi tìm tên cậu Tứ Lục đã. Bảo hắn nghe ngóng về gánh xiếc Hoa Dũng và Long Chiến Hải. Ông phải cẩn thận đấy. Đừng để hắn dở mánh văn bẫy. Ai bảo là việc xấu mà người Nhật Bản giao cho chứ. Sao cũng phải đồng ý. Một đời này của tôi đúng là xui xẻo bằng cả 8 đời. Gặp phải chuyện tốt như vậy. Dừng bước. Sùng gia, ngài dừng bước đi. Ta không tiễn nữa vậy. Chuyện mà ta nói không thể coi như trò trẻ con đâu. Coi là thật. Là thật chứ, chuyện mà Sùng gia giao phó đương nhiên là thật. Không phải chỉ là một gánh xiếc thôi sao? Hắn cũng phải ăn cơm, muốn ăn thì phải biểu diễn. Dễ tìm thôi. Ngài cứ yên tâm đi, ngài cứ yên tâm mà đợi. Cậu tử, có tin tức gì mà báo cho ta biết. Đương nhiên rồi. Sùng gia, ngài đừng tiễn nữa, ngài dừng bước. Tiểu nhân xin cáo từ. Cáo từ. Cáo từ. Cáo từ. Đức Tài. Lão gia, đem cái ghế hắn vừa mới ngồi đem đốt đi. Vâng, thưa lão gia. Kê y cô. Đến đây. Uống ly trà đi. Anh xin em đấy. Em đừng giận nữa được không? Nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới con của chúng ta. Anh vẫn còn nghĩ tới con của chúng ta. Anh nói xem, nếu con của chúng ta thực sự ra đời, em có nên nói thật với nó không? Em có nên nói với nó cha của nó là một ác quỷ, giết người không chớp mắt không? Em. Anh không phải nói với em rồi sao? Anh là một người quân nhân của đế quốc. Quân nhân phải coi phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm thiêng liêng nhất.
Chúng ta có thể cầu xin tướng quân Isogai được không? Xin ông ấy thả chúng ta về Nhật Bản, về nhà của chúng ta, đón đứa con của chúng ta. Ngu xuẩn. Quân nhân trước khi ra trận mà bỏ trốn là tội danh thế nào em biết không? Là tội chết đấy. Đây là bất trung với thiên hoàng bệ hạ. Nhưng nếu anh vì chuyện này mà phải chết, em và con đều cảm thấy rất tự hào về anh sao? Nhưng mà chuyện này... Đủ rồi, đừng nói thêm gì nữa. Em biết mình đang nói gì không? Trên đời này làm gì có người vợ nào nói chuyện như vậy với chồng của mình chứ? Làm gì có người vợ nào hy vọng chồng của mình chết đi? Em không có ý như vậy. Em... Ngài tướng quân, tướng quân Isogai, tôi đang muốn cầu xin ngài, liệu có thể kê y cô ra ngoài trước đi, ta có lời muốn nói. Dân. Ishii, cậu đã biết tội chưa? Mong tướng quân nói rõ. Thiếu tá Kamaya gửi điện báo đến Long Chiến Hải tiến vào sớm tiên dân, hơn nữa còn trộm đi phim điện ảnh. Chuyện này cậu biết không? Thuộc hạ biết. Tại sao lại không báo cáo? Thuộc hạ cho rằng chuyện này đều là sự tắc trách của thiếu tá Kamaya, nên do anh ta đích thân báo cáo với ngài. Khốn nạn Ishii, cậu khiến ta quá thất vọng. Những cuộn phim điện ảnh đó đã ghi lại chân thực quá trình chúng ta sử dụng khí độc ở sớm tiên nhân. Đánh mất chúng rồi, chúng ta không chỉ mất đi tư liệu thực sự quý giá. Một khi chuyện bại lộ, chúng ta sẽ bị cả thế giới lên án. Đối với sự nghiệp của đế quốc cũng sẽ là một đòn đả kích hủy diệt tất cả. Rõ. Sáng sớm mai ta sẽ đến sớm tiên nhân. Nhiệm vụ của cậu ở đây là tìm thấy tên Long Chiến Hải, đoạt lại cuộn phim. Để đạt được mục đích này, có thể giới nghiêm, có thể đốt cháy, thiêu rụi cả thành Bảo Định này. Thuộc hạ tuân lệnh. Báo cáo ngài tướng quân, thuộc hạ đã biết được kẻ bắt cóc Keiko tối qua chính là Long Chiến Hải. Hiện giờ hắn không chỉ là kẻ địch của đế quốc Nhật Bản chúng ta, hơn nữa hắn còn là kẻ thù riêng của ECE tôi. Tôi đã báo cáo với hội trưởng hội duy trì sùng tái Đức, mau chóng tìm được hắn ta. Không, tất cả người Trung Quốc đều không đáng tin, cậu phải dùng lực lượng của chính mình. Đã hiểu. Thuộc hạ cho rằng Long Chiến Hải nhất định sẽ còn quay lại, vậy nên tôi đã bố trí thiên la địa võng ở quanh khu vực này. Rất tốt. Nếu như Long Chiến Hải lại xuất hiện, cậu nhất định không được để hắn chạy thoát. Hơn nữa cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộn phim điện ảnh. Rõ. Tướng quân Tozo có chỉ thị muốn chúng ta tách phòng thực hiện ra khỏi các căn cứ khác. Phòng thực nghiệm sẽ xây ở Bảo Định. Tôi biết rồi. Đây là muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho căn cứ sớm tiên nhân, cũng là để tiện cho những chuyên gia tới lui. Cậu hãy đi tìm một nơi tuyệt đối đáng tin. Rõ. Chuyện này cậu phải đích thân làm, không được nói cho bất kỳ ai, bao gồm đại tá Okayama. Thuộc hạ tuân lệnh. Xin mời. Tiểu thư Keiko, cô làm sao vậy? Tôi ra ngoài cho thoáng. Xin lỗi ngài tướng quân. Keiko có lẽ vì đang mang thai nên mới có những phản ứng này. Ishii, cậu phải chăm sóc tốt tiểu thư Keiko. Ngài tướng quân, mời ngài sớm đi nghỉ ngơi. Tiểu thư Keiko, cô cũng hãy giữ gìn tốt sức khỏe của mình, để ngài lo lắng rồi. Keiko, nào, chậm thôi. Keiko, em rốt cuộc bị làm sao vậy? Có phải đứa bé trong bụng? Nào, mau đến bên này ngồi xuống đi. Katsuo, em cầu xin anh hãy để mặt đứa con này về nước với em đi. Keiko, em đang làm gì vậy? Mau đứng lên đi, đứng lên. Những lời anh nói với tướng quân Isogai em đều nghe thấy hết rồi.
Đừng làm những chuyện mất hết tính người đấy được không? Em cầu xin anh đấy. Em dám nghe lén chuyện của bọn anh sao? Em có biết đây là việc trái với kỷ luật quân đội? Sau này không được nhắc tới trước mặt bất kỳ ai. Em không sợ ngài ấy. Chuyện các anh đã làm là sai lầm. Ngài có thể giết chết em, em cũng không sợ. Em nhỏ tiếng lại cho anh. Em cho anh biết, Ishii, anh thật sự khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ngài tướng quân, chuyến này hãy bảo trọng. Về đi. Xuất phát. Lão gia, có người tìm. Tướng quân Ishii, không nên đón từ xa, xin mời vào trong. Không cần đâu. Ông Sùng, xin hỏi, có tin tức gì của Long Chiến Hải và cánh xiết Hoa Dũng chưa? Đâu có dễ tìm như vậy. Một nơi rộng như phủ Định Bảo, không thể dễ tìm đâu. Ngài đừng sốt ruột, tôi phân phó xuống bên dưới rồi. Đang nghe ngóng khắp nơi cho ngài đấy. Giao cho những người nào đi tìm? Hội trưởng của hội tạp kỹ. Ông Phùng Thủ Nghĩa à? Không phải, là Cẩu Tứ Lục. Cẩu Tứ Lục, ta nhớ hội trưởng hội tạp kỹ Bảo Định là ông Phùng mà. Ông Phùng đã lớn tuổi, không làm nổi nữa, cho nên ông ta dùng cách này chống đối lại hoàng quân sao? Không phải, ông Phùng đúng là đã quá lớn tuổi. Ông ấy còn mở một xưởng rượu, không quản được bên này. Được rồi, có thời gian ta sẽ tới thăm ông ta. Sùng hội trưởng, lần này ta đến là muốn phiền ông giúp ta tìm một cái sân lớn càng tốt. Tốt nhất là có thể lái xe hơi vào được. Còn phải có kho để xe. Nơi rộng như vậy không dễ tìm. Tôi tin là ông nhất định sẽ có cách. Tôi có thể có cách gì chứ? Trong phủ Bảo Định cũng không tìm được một nơi rộng như vậy. Dễ tìm. Bây giờ có sẵn luôn. Được. Vậy mời ông dẫn đường. Mời. Được lắm. Ông Sùng, ông không chỉ là bạn của gánh xiết Yamato, hơn nữa còn là bạn của Đại Nhật Bản đế quốc ta. Tướng quân, nơi này cũng sắp nát quá rồi, sợ là không ở được. Ông nói đúng. Đúng là có hơi sách nát và cũ kỹ. Thì ông mau chóng sửa chữa lại. Tôi sao? Đúng vậy. Ông Sùng, ông khẳng khái hào phóng như vậy, chút chuyện nhỏ này có lẽ không thành vấn đề chứ? Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Xin cảm ơn ông một lần nữa. Này, nhìn cái miệng thối này đi. Được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ngài đây nếm thử xem. Đây là làm gì vậy? Đúng là ác thật đấy. Đúng vậy. Ông chủ, chút nữa đi uống một ly. Được. Tôi qua bên kia đi giải đã.
giữa thanh thiên bạch nhật, binh sĩ đế quốc bị giết ở trong nhà xí. Đây là sỉ nhục của đế quốc. Sùng hội trưởng, đây là chuyện tuyệt đối không thể cho phép. Dân dân không cho phép. Phải chấn chỉnh là kỷ luật của đội hiến binh. Binh sĩ không được tự ý ra ngoài. Rõ. Sùng hội trưởng, ông nói xem chuyện này là do ai làm. Việc này sao mà tôi biết được chứ. Việc này ai mà có thể có to gan lớn mật như vậy. Ông phải chịu trách nhiệm, truy xét hung thủ. Dân nhất định truy xét. Đội hiến binh lục soát mọi ngóc ngách trong cả thành Bảo Định, không bỏ qua bất kỳ kẻ nào khả nghi. Đi, nhanh lên nào, ra ngoài, ra ngoài mau, ra ngoài, mau lên, đứng lại cái nào. Kẻ nào? Khí thế thật. Sao ngươi vào được đây? Tên họ Sùng kia. Nghe nói ngươi làm chó cho lũ Nhật. Ta đến nhìn xem sao. Ngươi là tên nào mà dám giáo huấn lão tử? Người đâu? Quản gia. Quản gia. Cứ hét tiếp đi. Ta để bọn chúng nghỉ ngơi rồi. Ta nhận ra ngươi rồi. Ngươi chính là cái tên đâm chết ông chủ hầu ở Diện Quốc Kỷ. Không phải ta đâm chết. Sao không phải ngươi? Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nói nhảm ít thôi. Ngươi muốn làm gì? Lựu đạn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Mang đi chỗ khác đi. Mang đi đi. Mượn ngươi dùng một lát. Ngươi muốn làm gì? Mang đi. Chậm chậm thôi. Cẩn thận đấy. Cẩn thận đấy. Lão đệ, cậu đừng có hiểu lầm. Cái chức hội trưởng hội duy trì này tôi cũng có muốn làm đâu. Là do người Nhật ép thôi. Cậu nói đi. Cậu có điều kiện gì? Cậu muốn bao nhiêu tiền? Cho một cái giá đi. Đơn giản thôi. Gọi tư Ishii đến đây cho ta. Gọi Ishii. Gọi Ishii. Gọi đi. Cậu chậm thôi. Là ngài Ishii sao? Là tôi. Tái Đức. Tôi muốn mời ngài đến uống rượu mừng. Là sinh nhật của tôi. Là rượu chúc thọ. Ngài không rảnh sao? Ngài Ishii à, dù sao ngài cũng nên nể chút mặt mũi của tôi chứ. Nể một chút mặt của tôi đi có được không? Cảm ơn ngài Ishii. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Qua đây. Đừng kéo. Qua đây. Long lão đệ à, cậu nhẹ tay thôi. Cậu đừng có kéo nổ đấy. Vậy phải xem. Ông có để mặt tôi không? Nể, nhất định nể. Đến thật rồi. Ngài Ishii, ngài đến rồi. Xin mời vào trong. Ông Sùng đến chúc thọ ông đây. Phu nhân cũng đến. Dạ, xin mời. Đi thôi, cẩn thận đấy. Ông Sùng chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, xin mời. Chậm thôi. Ông Sùng,
Lẽ nào các vị khách khác vẫn chưa đến sao? Không còn ai đâu, chỉ có người đến nộp mạng thôi. Long Chiến Hải, đứng im. Chỗ của tôi có lựu đạn đây. Ngươi muốn đồng quy du tận sao? Sao đây? Không dám chơi à? Long lão đệ, tôi nào có đắc tội với cậu. Ngươi làm chó cho bọn Nhật thì phải chết. Cậu đừng có kéo nổ lựu đạn đấy. Nơi này có phụ nữ, trên giang hồ có quy tắc, thù lớn đến đâu cũng không được hại phụ nữ mà. Anh Long, mong anh bình tĩnh lại đi. Chồng à, mau nói họ bỏ súng xuống đi. Thả anh Long đi đi, em tránh ra. Hôm nay ta có thể trở thành liệt sĩ của đế quốc, ta cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết. Lẽ nào anh không nghĩ đến đứa con trong bụng sao? Anh muốn nó còn chưa sinh ra đã trở thành vật tổn tán của đế quốc sao? Được, Long Chiến Hải, hôm nay ta có thể thả ngươi đi, nhưng ngươi bắt buộc phải giao lại cuộn phim điện ảnh cho ta. Ý gì đây? Chính là thứ mà ngươi trộm đi từ sớm tiên nhân. Là cái hộp nát đó à? Đúng, giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Dứt đi rồi, khốn nạn. Nếu ngươi không giao ra đây, hôm nay ta bắt ngươi phải chết. Không, chồng à, anh đừng giết anh ta. Keiko, chồng à, anh tha cho anh ta đi. Anh ta từng cứu mạng của em. Chúng ta không thể lấy oán báo ân. Anh tha cho anh ta một mạng đi. Mở cửa. Dạ, mở cửa ra cho con. Mở cửa. Mẹ, mở cửa. Được, không mở cửa cho con à? Cha kiểu gì đấy? Con là con của cha. Sao cha lại có thể nhốt con như nhốt một con chim vậy? Được. Cha nhốt con sao? Được lắm. Cho cha nhốt con như chim này. Con đập, dứt này. Nhốt con như chim sao? Cha quên rồi, chim có cánh có thể bay. Tạm biệt. Nghệ nhân tạm kỹ quan trọng bản lĩnh thật. Tôi không thể hiểu được mâu thuẫn giữa hai người. Vậy hãy xử theo quy tắc của nghệ nhân tạm kỹ đi. Như vậy không phải sẽ công bằng hơn sao? Được. Một đấu một. Công bằng. Anh Long nói rất đúng. Keiko, em. Chồng à, anh đồng ý với em đi. Nếu anh Long dây thắng thì hãy thả anh ta đi. Vậy nếu hắn ta thua thì sao? Thua thì ta để mạng tại đây. Ngươi còn phải giao lại cuộn phim điện ảnh cho ta. Nếu ngươi thua rồi, hãy trả lại cái bát bạc cho cánh xiếc Hoa Dũng. Ngươi không thắng được đâu. Vậy hãy thử xem sao. Đừng có mà chơi đểu. Ở trước mặt vợ của ngươi, hãy chơi thật một dáng, được không? Tướng quân, ngài là nhân vật quan trọng hàng đầu của đế quốc Nhật Bản. Ngài sợ tên nghèo nàn này sao? Ban chủ, người này không thể sống. Không thì hậu hoạn khó lường. Tướng quân, hắn ta là tên liều mạng. Nếu mà kéo sợi dây này một phát, cả lũ chúng ta sẽ toi đời. Ngài không sợ chết, nhưng mà ngài vẫn còn vợ ngài ở đây mà. Nếu anh chết, em cũng sẽ chết cùng với anh. Như đứa bé trong bụng em vô tội. Được rồi, Long Chiến Hải, vậy chúng ta đọa sức chân chính một trận đi. Dùng lời của người Trung Quốc các ngươi, qua một chiêu. Được. Nhanh gọn. Tướng quân, ngài đây đúng là đại nhân đại nghĩa. Long lão đệ, cậu vẫn nên nhanh chóng thả cái sợi dây này đi. Cậu cứ nắm cái này, tôi dướng díu tay chân của cậu. Đứng im. Cha à, sao lại có nhiều người như vậy? Từ ngốc này ra đây làm cái gì? Sao cha nhốt con chứ? Con thoát ra được rồi. Sao lại là mày vậy? Cha, cha cược bên nào vậy?
Đây là cược mạng đấy. Cược mạng? Cược như vậy sao? Mày muốn nổ chết cha mày sao? Trên này có lựu đạn đấy. Mau, mau tháo ra cho cha. Mau tháo ra đi. Người đâu? Người đâu? Cha, cha có lựu đạn thật sao? Mau giặt dây lên, nhẹ thôi được kéo nổ đấy. Kéo một phát là hai cha con ta đi đời đấy. Mau tháo cho cha đi. Mau tháo ra cho cha. Mau lên đi. Nếu nổ rồi thì con phải làm sao? Cái thằng đốn mạc này bất hiếu. Cha mày không quan trọng bằng mày sao? Mau tháo ra đi. Cũng đúng. Long Chiến Hải, đấu thôi. Tiểu thư Keiko, mời cô đứng xa một chút. Anh mau đi đi. Đi. Vậy sao được? Long Chiến Hải tôi đây đường đường là một đấng nam nhi. Đàn ông nói là phải làm. Keiko, mau quay xe về đi. Em không đi, là em bảo hai người đọ sức. Để em quyết định. Được rồi, người nói xem phải thi gì? Đấu cứng hay mềm do ngươi quyết. Gánh xiếc Vĩnh Xuân, các ngươi có một tuyệt kỹ gọi là rồng bay nhã ngọc. Chúng ta đọ sức mang tuyệt kỹ này đi. Cũng chẳng tính là tuyệt kỹ gì, luốt bóng thép thôi. Chỉ cần là người của xóm thiên nhân đều biết. Ai lên trước? Ban chủ. Hay quá. Cái tên tổ tông này, mày hoang hô cái gì? Mày chọc tức tới bọn họ đấy. Cha cho xem, cái tên Nhật Bản kia cũng thật có bản lĩnh. Sao vậy? Ngươi nhận thua rồi. Sùng lão gia, mượn bóng thép của ngài dùng một chút. Có. Cha, con nhất định phải xử tên tiểu tử kia. Hắn hại chết Hầu Ban Tử. Mày, Hầu Ban Chủ là cha vợ của con đấy. Mày, cái tên ranh này hôm nay con muốn hắn nghẹn chết. Cái thằng này, mày muốn giết người sao? Tiểu tử, muốn bóng chứ gì? Mày xem, bóng này đã vừa chưa? Vừa rồi. Cảm ơn Sùng thiếu gia. Hay. Tiểu tử, được đấy. Mày cũng khá có bản lĩnh đấy. Tao nói cho mày biết, từ kỷ những năm nay tao xem cũng không ít. Nhưng mày đúng là khiến tao mở mang tầm mắt. Được, tao phục. Phục rồi. Cảm ơn Sùng thiếu gia. Mấy người, các người cũng chẳng ra sao. Đã phục chưa? Phục cái gì? Ngươi đập nát, ta cũng đập nát. Ta nói cho ngươi hiểu vậy. Ngươi chỉ học được cái vỏ của tạp kỹ Trung Quốc. Tứ đại tạp kỹ Trung Quốc ta: kiếm, đan, đậu, dòng. Vừa nãy đã nói là đọ đan. Đó là nuốt bóng thép.
Thứ người chơi chỉ là đậu nuốt hạt thế. Dùng lời của người Trung Quốc bọn ta, khác hẳn về bản sắc cành nghề đấy. Các ngươi đến gốc rễ còn chưa hiểu rõ. Chúng ta so kết quả, không cần nhiều lời như vậy. Không, sư phụ chính là sư phụ, đồ đệ chính là đồ đệ. Hôm nay ta lấy tư cách tiền bối nói rõ đạo lý cho ngươi hiểu. Chúng ta phải nói rõ là nuốt đan chính là phải nuốt bóng thép. Nuốt bóng thép vào trong bụng, trong ngành xí của chúng ta gọi là vào biển. Bóng thép này chuyển động vài vòng trong bụng, lại dùng khí đan điền đẩy ra ngoài, đó mới là chân khí, có thể giết người đấy. Nhưng trò của ngươi chỉ là chiêu tiên nhân hái đậu, đó không gọi là vào biển. Nó phóng đại lên nhiều nhất cũng chỉ gọi là cho vào miệng. Ishi à, anh Long đúng là giỏi hơn một bậc. Thả anh Long đi đi. Anh Long, mau đi đi. Đi, được thôi. Trả lại bát cho ta. Bát bạc. Chồng à, mau trả cho người ta đi. Tránh ra. Không được giết anh ta. Giao cuộn phim ra đây. Đúng là vô liêm sỉ. Có dao không? Mất rồi. Không giao ta giết chết ngươi. Ngươi không giết ta thì là cháu trai của ta. Anh đã hứa thả anh ta đi mà, sao anh có thể thất hứa như vậy? Ngươi xông lên. Ban chủ, phu nhân bị chảy máu rồi. Keiko, Keiko. Đuổi theo cho ta. Mau lái xe tới đây. Rõ. Keiko. Thần kỳ ghê. Cha. Ngài Ishii. Bác sĩ sao rồi? Vẫn giữ được cái thai, nhưng thân thể của phu nhân vẫn còn rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng hẳn hoi. Được, cảm ơn bác sĩ. Không có gì, vất vả rồi. Ishii. Đại tá. Ishii, cậu có thể nói ta biết chuyện này rốt cuộc là thế nào không? Phát hiện phần tử chống đối, hắn tên là Long Chiến Hải. Mong đại tá hạ lệnh lục soát toàn thành. Long Chiến Hải, hắn ta là một tên nghệ nhân xiếc. Vậy không phải cùng ngành với cậu sao? Đúng. Nhưng hắn ta cực kỳ nguy hiểm. Ishii, cậu đáng lẽ ra nên sớm báo cáo với đội hiến binh. Ta là tư lệnh dự bị ở trụ sở bảo định của quân hoàng gia đế quốc Nhật Bản, bắt buộc phải giữ gìn trật tự trị an ở nơi này. Ta hy vọng cậu và gánh xiếc Yamato của cậu sau này đừng tự ý hành động. Nó không chỉ có lợi cho việc sắp xếp tổng thể của ta. Tôi biết rồi. Ishii, ta muốn biết rốt cuộc cậu đang chấp hành nhiệm vụ gì. Tướng quân Isogai vẫn chưa nói với ngài sao? Ông ta chỉ nói các cậu đang chấp hành một nhiệm vụ bí mật, không hề nói cụ thể là nhiệm vụ gì. Vậy xin lỗi ngài đại tá, thứ lỗi tại hạ không thể nói cho ngài biết. Các cậu thực sự quá thần bí rồi. Vậy mong ngài đại tá hiểu cho. Ngài tướng quân,
Ta giữ lại cái hang động này vốn là để đợi Long Chiến Hải. Bây giờ hắn vẫn không xuất hiện. Chức trách của cậu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nơi này, chứ không phải mạo hiểm dẫn dụ Long Chiến Hải. Rõ. Phải tăng cường phòng vệ cho sớm tiên nhân. Tường phải đắp cao lên, cống phải đào cho sâu. Không thể để xuất hiện chuyện tương tự nữa. Không thì cứ xử lý theo quân pháp. Xin ngài tướng quân điều thêm cho tôi một tiểu đội công binh. Cậu không biết động não sao? Thuộc hạ ngu dốt, mong tướng quân chỉ rõ. Dư thừa chính là quân lực, bí mật và công trình thiên sứ. Nếu lỡ bị lộ ra ngoài thì phải làm sao? Kameya, lẽ nào cậu vẫn muốn để bọn họ sống mà trở về? Rõ. Ngài tướng quân, tôi hiểu rồi. Keiko, em đang làm gì vậy? Anh thử xem. Được. Lâu lắm rồi chưa được ăn bữa cơm ngon như vậy. Là cơm do chính tay Keiko nấu. Hơn nữa, hương vị ngon ngọt như vậy, giống y hệt như món mẹ làm. Keiko cũng sắp làm mẹ rồi. Hy vọng con của chúng ta cũng thích ăn cơm mẹ nấu. Nhất định sẽ thích. Sau này con lớn lên cũng sẽ cưới được một người vợ hiền hậu như nàng. Ishii, chàng cảm thấy cuộc sống như vậy có tốt không? Ta đương nhiên mong muốn rồi. Đây là tận hưởng trọn vẹn niềm vui gia đình, là cuộc sống mỗi người đều hướng tới. Vậy tại sao? Tại sao chúng ta lại muốn cướp đoạt niềm vui gia đình của nhiều người Trung Quốc chứ? Em đang nói gì vậy? Chồng à, chúng ta cùng rời khỏi Trung Quốc đi. Chúng ta cùng nhau quay về Nhật Bản. Đừng làm những chuyện tàn ác vô nhân đạo với người Trung Quốc nữa. Đây không phải nhà của chúng ta. Nhà chúng ta ở Nhật Bản mà. Keiko, đạo lý anh đã nói biết bao nhiêu lần với em rồi. Mong em sau này đừng nói ra những lời ngu xuẩn này. Lẽ nào anh thực sự không định quay đầu lại sao? Lẽ nào em nhất định phải ép anh lên tòa án quân sự sao? Lên tòa án quân sự thì đã sao? Chỉ ít em và con đều yêu anh. Đủ rồi. Anh vĩnh viễn không phản bội đế quốc. Vậy anh muốn phản bội vợ và con của mình sao? Keiko, anh xin em đừng ép anh nữa. Em không phải đang ép anh. Em chỉ cảm thấy đừng nói nữa. Nếu như giữa đế quốc và người nhà phải chọn một trong hai, vậy anh sẽ không hề do dự lựa chọn đế quốc. Kasuo, anh thật sự có suy nghĩ như vậy sao? Đứng trước sự nghiệp vĩ đại của đế quốc, Ishii Kasuo anh có thể dứt bỏ mọi thứ của cá nhân mình. Kasuo!